Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong kênh Điều tra TV. Thưa quý vị, trong phòng biệt giam, tử tù thường ngủ vào ban ngày và thức vào ban đêm. Bình minh của họ là khi mặt trời lặn xuống. Các cuộc thi hành án tử hình bao giờ cũng bắt đầu vào lúc tờ mờ sáng và kết thúc vào trước lúc mặt trời mọc. Khi trời sáng thấy mình vẫn yên vị trong phòng biệt giam, ấy là lúc tử tù biết mình vẫn còn được sống. Có thể thấy dù ở ngoài xã hội, họ là những tên giang hồ cụm cán hay những kẻ sát nhân máu lạnh, gây án không ghê tay. Nhưng khi bị kết án tử hình thì tất cả đều có những diễn biến tâm lý khó diễn tả. Để có cái nhìn rõ hơn, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây. Phạm nhân dùng gậy của quản giáo đánh chết bạn tù. 63 tháng 11 năm 2021, sau nhiều nghị án, Tòa Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Quang, 22 tuổi, ngụ xã Xà Bang, huyện Châu Đức, 12 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Vụ việc xảy ra tại nhà tạm giữ công an huyện Châu Đức vào tháng 5 năm 2020, khiến phạm nhân Nguyễn Quang L, 36 tuổi, tử vong. Do Quang chưa chấp hành xong 11 tháng 25 ngày của bản án vi phạm quy định về an toàn giao thông trước đó, nên tổng hợp mức án chung, bị cáo này phải chấp hành án tù 12 năm, 11 tháng 25 ngày. Vụ án đánh chết bạn tù này được đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 9 tháng 11 và Quang đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, khẳng định không nhận tội thay bất kỳ ai. Nói lời sau cùng, bị cáo gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại. Đây là vụ án từng được Tòa Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung nhằm làm rõ một số vấn đề. Tuy nhiên, sau đó tội danh truy tố cũng như tình tiết vụ án không có sự thay đổi. Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát hiện những thiếu sót trong công tác quản lý, tạm giữ tạm giam của nhà tạm giữ công an huyện Châu Đức nên đã đề nghị chấn chỉnh. Đối với các cán bộ nhà tạm giữ có trách nhiệm liên quan công tác quản lý phạm nhân để xảy ra vụ việc, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đang thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền. Theo cáo trạng, chiều ngày 7 tháng 5 năm 2020, sau khi lao động về buồng giam, Lê Hoàng Quang thấy Nguyễn Quang Lở được chuyển đến giam chung. Lở kêu la đòi về nhà nên đã xảy ra cãi vã với Quang và bị Quang đánh. Sau đó, khi được mở cửa phòng buồng giam để đi lấy đồ cho phạm nhân, lợi dụng lúc các quản giáo đang ngồi làm hồ sơ không để ý, Quang đã lén lấy một cây gậy cao su, công cụ hỗ trợ của quản giáo, treo trên ghế trước của cửa phòng quản giáo, giấu mang về buồng giam. Đến 21 giờ cùng ngày, khi L tiếp tục la hét đòi mở cửa buồng giam để về, Quang liền tát nhiều cái vào mặt và dùng gậy cao su đánh. Sáng hôm sau, L đã tử vong. Tại bản kết luận giám định pháp y tử thi của Trung tâm Pháp y tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nguyên nhân L tử vong là do choáng đa chấn thương. Liên quan vụ án, cơ quan điều tra xác định 4 phạm nhân giam chung với buồng của Quang và Lở. Do không biết việc Quang mang gậy cao su vào buồng giam và khi đối tượng này đánh Lở thì họ không tham gia, đã can ngăn nên xác định họ là nhân chứng. Sau nhiều năm nằm trong phòng biệt giam, tử tù Nguyễn Đức Dũng, sinh năm 1991 ở Khánh Hòa, đã bị đưa đi thi hành án vào một ngày cuối tháng 9 năm 2014 sau khi nhận được quyết định bác đơn ân giảm của Chủ tịch nước. Năm 2011, Dũng bị tuyên phạt tử hình về tội giết người và trộm cắp tài sản. Chính Dũng cũng cảm thấy tội ác của mình không thể dung thứ. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng Dũng vẫn rất căng thẳng. Thật vậy, không ai là không căng thẳng khi chờ đợi cái chết đến với mình cả. Nhưng có lẽ, nếu biết trước mình sẽ có kết cục này được quay ngược lại thời điểm đó, Dũng sẽ lựa chọn khác thay vì gây ra tội ác tày trời như vậy. Lúc đó, Dũng cùng người bạn là Trần Văn Tân thua độ bóng đá, cần tiền để trung độ và tiêu xài cá nhân. Tuổi còn trẻ, chúng bàn nhau đi cướp tài sản nhà cô giáo chủ nhiệm cũ thời lớp 9 là cô Nguyễn Thị Tố Nga. Chúng mua hai con dao Thái Lan và leo rào vào nhà cô gái, nấp dưới gốc cây vườn để chờ đợi thời cơ ra tay. Tối ngày 23 tháng 6 năm 2010, sau gần một tiếng ẩn nấp và chờ đợi, nhân lúc cô giáo đi từ nhà dưới lên, đi qua gần chỗ hai tên cướp náo mình, Tân lao ra, ôm cổ vật xuống. Dũng nhào tới giữa hai chân, vung dao vào chân và mông nạn nhân. Thiếu phụ kêu la, Tân lấy tay bịt miệng, còn Dũng thì nhoài người lên, đâm vào vùng cổ, khiến lưỡi dao bị gãy. Dũng lấy tiếp con dao Tân giữ trong người, đâm tiếp nhiều nhát vào vùng cổ, cho đến khi không thấy cô giáo vùng vẫy nữa thì mới dừng tay. Hai tên cướp lục lấy được một sợi dây chuyền màu vàng, một chiếc lắc vàng, ba nhẫn vàng nạn nhân đang đeo trên người. Chúng đi vào nhà, lục tìm lấy được một điện thoại di động, một xe đạp hiệu Martin. Đến 21 giờ 30 cùng ngày, con trai nạn nhân đi học về, không thấy mẹ ở trong nhà. Nhờ hàng xóm cùng đi tìm thì phát hiện nạn nhân nằm chết ngoài vườn. Về phần hai tên cướp, khi đó đã đến đạp xe bán cho chủ tiệm vàng ở chợ Diên Khánh một chiếc nhẫn kiểu hột màu đỏ được 336.000 đồng.
Chúng dùng số tiền trên đi mua quần áo thay, rồi luân phiên nhau đạp xe đi vào Phan Rang Tháp Chàm. Trưa ngày 24 tháng 5 năm 2010, chúng đến nhà cậu ruột của Tân ở tổ 1, phường Bảo An, thành phố Phan Rang Tháp Chàm bán tiếp số tài sản cướp được, lấy 2,7 triệu đồng rồi đi thuê nhà trọ nhưng không được. Đến gần tối, chúng bán nốt chiếc xe đạp lấy 500.000 đồng rồi đón xe về lại quê. Số tiền gây án, hai đối tượng dùng vào việc ăn chơi. Hết tiền, chúng đi làm thợ hồ. Đến ngày 5 tháng 7 năm 2010 thì bị bắt giữ. Liên tiếp trong hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, tòa đều tuyên mức án tử hình và chung thân với Dũng và Tân. Gây án lúc còn trẻ tuổi, lại chỉ vì thiếu tiền mà Dũng nhận tâm ra tay hạ sát cô giáo cũ vô cùng dã man, không khác gì một con quỷ khát máu. Trong tâm trí của gã trai vừa mới vừa tròn đôi mươi ấy, đến khi hắn biết bản thân vừa gây ra một tội ác, trời không dung thứ và hối hận thì có lẽ đã quá muộn. Sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật cũng đang chờ đợi hắn ở phía trước. Theo một cán bộ thi hành án, rất đáng buồn vì phạm nhân còn rất trẻ nhưng lại lao vào ăn chơi đua đòi, gây ra những tội lỗi không thể tha thứ. Dũng bị tuyên án tử hình với hình thức tiêm thuốc độc. Tại tỉnh Khánh Hòa lúc bấy giờ, Dũng là tử tù đầu tiên nhận án tử hình với hình thức này. Tất nhiên, Dũng cũng mong muốn được sống để sửa chữa những lỗi lầm mà mình đã gây ra, nên hắn đã làm đơn ân giảm gửi lên Chủ tịch nước. Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, đơn ân xá của Dũng không được chấp thuận. Sau khoảng thời gian đằng đẵng chờ ngày đền tội, một ngày cuối tháng 9 điều hưu, Dũng bị dẫn giải lên nhà thi hành án ở Đắk Lắk để tiêm thuốc độc. Đối với một số tử tù, trước khi thi hành án tử, họ được ăn bữa cơm cuối cùng, viết tâm thư sám hối, nói những lời cuối cùng trước khi tạm biệt. Nguyễn Đức Dũng cũng vậy, khi được các cán bộ thi hành án hỏi là muốn ăn uống hay nhắn nhủ gì cho người thân không thì hắn không còn tâm trạng nữa. Dù bình tĩnh nhận quyết định thi hành án, nhưng Dũng vẫn trùng xuống. Hắn lắc đầu chỉ xin một ly cà phê cùng vài điếu thuốc để lấy lại tinh thần trước khi chết. Sau khi giết lấy giết để vài hơi thuốc, Dũng ngồi trầm ngâm một lúc rồi xin cán bộ tờ giấy viết thư lần cuối cho gia đình. Hàng chữ run run như tâm trạng của Dũng lúc này. Lá thư viết vội của các tử tù trước giờ thi hành án đều bày tỏ sự ăn năn và những tình cảm lo lắng dành cho cha mẹ và người thân yêu. Các dòng chữ xô đầy nhau, run rẩy và nhòe đi trong nước mắt. Trong thư, anh ta viết, cha mẹ và anh chị hãy tha lỗi cho đứa con, đứa em bất hiếu này. Từ ngày sinh ra cho đến nay, con chưa giúp ích gì được cho gia đình mà còn làm cho người thân phải đau lòng. Con biết tội lỗi của con không thể nào tha thứ được, mong cha mẹ và anh chị đừng buồn. Anh chị hãy cố gắng lo phụng dưỡng cho cha mẹ để em ra đi được thanh thản. Sau nhiều năm ở trong trại giam, con rất hối hận về việc làm sai trái, chỉ vì một phút nông nổi mà đã gây ra bao mất mát đau thương cho gia đình cô Nga. Cha mẹ hãy giúp con đến thắp cho cô một nén nhang và cho con gửi lời xin lỗi đến gia đình cô ấy. Ngoài ra, Dũng còn viết một bức thư nhờ cán bộ gửi vào trại giam cho một phạm nhân nữ. Theo lời Dũng, cô gái này anh ta quen trong thời gian bị tạm giam. Dũng nhắn nhủ cô gái cố gắng cải tạo để sớm quay về là một người lương thiện có ích cho xã hội. Tử tù cũng mong cô bạn gái quên Dũng đi vì anh ta không còn cơ hội quay về nữa. Cũng vào năm 2014, thi hành án với Nguyễn Đức Dũng, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng đã tuyên phạt Huỳnh Bá Nhẫn, 28 tuổi, trú thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, tử hình với hai tội giết người và hiếp dâm trẻ em. Huỳnh Bá Nhẫn là tử tù thứ hai ở Khánh Hòa bị thi hành án bằng phương pháp tiêm thuốc độc. Nhẫn và nạn nhân Ngô Thị Mai quen nhau trong một buổi say rượu. Nhẫn đã đến tiệm tạp hóa của gia đình Mai tại đây. Nhẫn có đòi quan hệ với bạn gái nhưng Mai không đồng ý. Sau đó, nghĩ nữ sinh thách đố mình nên Nhẫn bóp cổ đem Mai xuống giường. Một lúc sau, thấy Mai nằm im thì liền nảy sinh ý định đen tối. Thực hiện xong hành vi đồi bại, Nhẫn cố tình đoạt mạng Mai bằng cách bóp cổ. Biết Mai đã chết, Nhẫn tìm cách để tự kết liễu đời mình, nhưng hình như là tử thần không để hắn ra đi sớm như vậy, muốn hắn phải chịu tội trước pháp luật nên hắn đã không chết. Giống như Nguyễn Đức Dũng, với hành vi cố ý phạm tội đến cùng, không còn nhân tính, Nhẫn đã phải chịu bản án tử hình, thi hành án bằng phương pháp tiêm thuốc độc. Sau nhiều năm nằm trong phòng biệt giam chờ ngày thi hành án, tháng 9 năm 2014, tử tù Huỳnh Bá Nhẫn cuối cùng đã trả giá cho tội ác dã man mà hắn đã gây ra. Trước khi thi hành án, hắn cũng chỉ xin vài điều thuốc cùng với ly cà phê đen. Hắn trầm ngâm, uống ngụm cà phê rồi hút thuốc. Hắn cũng xin viết vài chữ để gửi về gia đình. Nhẫn viết thư xin gia đình người bị hại tha thứ và khuyên cha mẹ cố gắng gìn giữ sức khỏe, đừng buồn phiền vì đứa con bất hiếu.
Sau khi hai tử tù, Nguyễn Đức Dũng và Huỳnh Bá Nhẫn viết thư và uống vội vài ngụm cà phê được chuẩn bị, bản án tử hình bằng cách tiêm thuốc độc đã được thi hành, kết thúc cuộc đời đầy tội lỗi của họ. Sau khi bản án tử hình được thi hành bằng tiêm thuốc độc, qua khám nghiệm tử thi, cơ quan thi hành án đã cho gia đình phạm nhân đến nhận xác về chôn cất. Trước giờ thi hành án, có tử tù bình thản đón nhận như một cách cột rửa thêm tội lỗi, nhưng có người thì bùn rùn, mềm nhão, không làm được gì. Nhưng dù thể hiện đủ cung bậc cảm xúc, nhưng tất cả đều chung một sự ân hận trào dâng. Đến khi sắp phải trả giá bằng chính mạng sống và cuộc đời của mình, những tử tù kia mới cảm thấy muốn sống, khát khao được sống để trở về sửa chữa những lỗi lầm. Phương pháp tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc là sự trừng phạt cuối cùng, nhẹ nhàng nhưng cũng cô độc và ám ảnh nhất dành cho mỗi tử tù. Thưa quý vị, trong cuộc đời này, đến lúc ai đó đã biết nói được hai chữ giá như thì dường như đều đã không còn lối để quay về. Đối với những tử tù, kẻ phạm tội chịu bản án cao nhất của pháp luật cũng vậy. Mọi tội ác đều phải trả giá trước pháp luật. Mà bản án pháp luật thì dễ trả. Bản án lương tâm sẽ đeo đẳng, dày vò những kẻ phạm tội đến phút cuối đời. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Trong cuộc đời này, đến lúc ai đó biết nói được hai chữ giá như, thì dường như đều đã không còn lối quay về.